Trở lại chương trình bản tin ngắn. Trở lại sự kiện cũng khá là chấn động về cái người viết tiểu sử Michael Lewis về Bankman-Fried. Một kẻ đã trả cho Tom Bradley 55 triệu đô la để quảng cáo cho cái tiền điện tử của ông ta. Sam Bankman-Fried đã tìm cách để trả cho ông Trump 5 tỷ đô la để không tái tranh cử. Và đó là những gì mà thật sự chấn động. Người viết tiểu sử Michael Lewis, Sam Bankman-Fried, cựu CEO thất sủng của FTX, một sàn tiền điện tử, đã tìm cách để chi trả cho ông Trump 5 tỷ đô la để không tái tranh cử một lần nữa. Lewis nói rõ rằng ông không chắc liệu cựu giám đốc điều hành FTX, người đã bị truy tố vì cái tội danh xung quanh sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX, có thật sự nói chuyện với ông Trump hay là nhóm của ông Trump hay không. Lewis nói con số này đang gây tranh cãi khi tôi nói chuyện với Sam về cái điều này là 5 tỷ đô la. Ông nói thêm Sam không chắc con số đến trực tiếp từ Trump. Tác giả cuốn sách Big Short quen thuộc với Bankman-Fried trước khi sụp đổ của FTX. Cuốn sách mới của ông Going Infinite, Rise and the Fall, được phát hành vào thứ ba. Người viết tiểu sử cũng lưu ý rằng Bankman-Fried đã đặt câu hỏi liệu có trả tiền cho một chính trị gia để rút lui một cuộc đua hợp pháp hay không. Họ vẫn trò chuyện như vậy khi FTX nổ tung, ông nói. Lewis nói rằng cái giao dịch bị cáo không bao giờ xảy ra vì Bankman-Fried không có 5 tỷ đô la nữa. Điều đó chỉ khiến cái con số bạn sốc về điều này. Bankman-Fried là người tài trợ chính trị lớn thứ hai của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa cái nhiệm kỳ 2022. Tờ báo New York Post viết, các công tố viên cho biết anh ta đã sử dụng 100 triệu đô la tiền gửi FTX bị đánh cắp và tài trợ những khoản quyên góp đó. Điều này mà anh ta hy vọng thúc đẩy việc thông qua cái luật thân thiện với tiền điện tử. Các tài liệu có động cơ chính trị bất hợp pháp của Bankman-Fried nằm trong 7 cái tội danh, bao gồm gian lận chuyển khoản, âm mưu rửa tiền mà cựu FTX phải đối mặt với phiên tòa rất được mong đợi của anh ta bắt đầu vào thứ ba. Bankman-Fried được cho là trả cho nhà vô địch Super Bowl Tom Bradley 55 triệu đô la để đại diện cho công ty FTX trong một tuần. Wow, tiền đánh giải quá. Tiền đánh giải quá dẫn đến tình trạng giống như sự kiện của Bankman-Fried. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.